Mai xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin 18 giờ 30 chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên với các tin tức nổi bật trong tỉnh, trong nước và quốc tế mà chúng tôi mới cập nhật. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến dự lễ phát động Tết trồng cây mùa xuân năm 2024 do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức. Cùng dự có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2024, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có kế hoạch trồng trên 4.500 cây xanh, cây ăn quả các loại, bao gồm phi lao, keo, lá tràm, bưởi, cam, xoài. Tham gia trồng cây mùa xuân cùng cán bộ chiến sĩ tại đây, các đồng chí thường trực tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chỉ huy các đơn vị chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến cán bộ chiến sĩ về mục đích ý nghĩa lâu dài của việc trồng cây xanh, từ đó kêu gọi hưởng ứng tích cực tham gia phong trào trồng, chăm sóc cây xanh tại cơ quan đơn vị mình, góp phần hoàn thành mục tiêu 1 tỷ cây xanh của chính phủ. Được biết, năm 2020 đến nay, lực lượng vũ trang tỉnh đã trồng và phối hợp trồng trên 50.000 cây xanh các loại. Sáng nay, thành phố Hưng Yên, thị xã Mỹ Hào, các huyện Phù Cừ, Yên Mỹ và Kim Động tổ chức chương trình giao lưu với thanh niên chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc năm 2024. Tại thành phố Hưng Yên, 182 thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ đợt này đã được giao lưu với đại diện Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, đơn vị nhận quân, đại diện thanh niên nhập ngũ năm 2024, cựu chiến binh và quân nhân xuất ngũ. Qua đó, các tân binh hiểu rõ hơn về cuộc sống trong quân đội cũng như các chế độ chính sách dành cho thanh niên trong thời kỳ tại ngũ và sau khi xuất ngũ, từ đó xác định mục tiêu phấn đấu tu dưỡng rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, tự tin bước vào môi trường quân đội. Năm 2024, thị xã Mỹ Hào được giao tuyển chọn 193 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 22 chỉ tiêu công an nghĩa vụ, còn lại là giao cho 4 đơn vị nhận quân là Bộ Tư lệnh Lăng, Bộ Tổng tham mưu, Trường Cao đẳng Trinh sát và Quân đoàn 12. Trước ngày nhập ngũ, đã có 127 thanh niên được học cảm tình đảng. Trước đó, các đại biểu và các thanh niên đã dâng hương tham quan khu lưu niệm tướng quân Nguyễn Thiện Thuật, nhà lưu niệm nữ du kích Hoàng Ngân, anh hùng lực lượng vũ trang Vũ Thị Kính. Năm 2024, huyện Phù Cừ có 173 thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, đạt 100% các chỉ tiêu được giao. Tại chương trình, các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân, đại diện cựu chiến binh huyện, đơn vị nhận quân, quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ, đã có buổi giao lưu với gần 1.000 học sinh trường Trung học phổ thông Phù Cừ. Năm 2024, huyện Yên Mỹ được giao chỉ tiêu tuyển chọn 242 tân binh giao cho các đơn vị nhận quân gồm Trung đoàn 43, Sư đoàn 395, Lữ đoàn 673, Quân đoàn 12, Lữ đoàn 144, Bộ Tổng tham mưu, Đoàn Nghi lễ Quân đội 781, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên. Thông qua buổi giao lưu đã tạo được không khí vui tươi, phấn khởi, động viên các thanh niên sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Tại huyện Kim Động, các thanh niên chuẩn bị nhập ngũ cùng các đại biểu là cựu chiến binh, cựu quân nhân, đại diện đơn vị nhận quân, cùng thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện và các em học sinh đã ôn lại truyền thống hào hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Năm 2024, huyện Kim Động được giao chỉ tiêu 220 tân binh cho 4 đơn vị nhận quân. Đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị đã được huyện Kim Động hoàn thành, sẵn sàng cho ngày hội giao quân. Thời điểm đầu năm, người dân thường đến các đền, chùa, điểm di tích để cầu bình an và công đức. Hiện đã xảy ra nhiều vụ kẻ gian đột nhập để ăn trộm tiền công đức. Mới đây, một vụ trộm tiền công đức đã diễn ra tại chùa thôn Phố Mãn, xã Phan Xào Nam, huyện Phù Cừ. Lợi dụng đêm khuya, nhà chùa không có sư trụ trì nên kẻ gian đã cậy hòm công đức và lấy đi gần như toàn bộ số tiền trong hòm. Trước đó, tại ngôi chùa thôn Đông Cáp, xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, kẻ gian cũng đã đột nhập vào để ăn trộm tiền của nhà chùa. Đề nghị cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và ban quản lý các khu di tích văn hóa trên địa bàn tỉnh nâng cao cảnh giác trước tình trạng trên. Theo số liệu vừa được Ngân hàng Nhà nước công bố, đến cuối tháng 1, tín dụng toàn hệ thống ngân hàng giảm 0,6% so với cuối năm 2023. Diễn biến này có phần ngược chiều với con số tăng trưởng tín dụng tăng mạnh trong tháng 12 năm trước, cũng như quyết tâm đẩy nhanh tín dụng của cơ quan điều hành ngay từ đầu năm nay. Theo Ngân hàng Nhà nước, nguyên nhân đầu tiên là tính chất quy luật của thị trường. Giai đoạn đầu năm, tín dụng thường không tăng, doanh nghiệp hạn chế vay nợ đầu năm mới. Ngoài ra, một phần nguyên nhân đến từ khó khăn chung của nền kinh tế, khả năng hấp thụ vốn, nhất là vay tiêu dùng đang gặp khó. Cũng tại hội nghị này,
Trước kiến nghị của các tổ chức tín dụng, đại diện Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết cần thiết để xem xét gia hạn thêm thông tư 02 về cơ cấu nợ, giãn, hoãn nợ, nhưng vấn đề gia hạn thêm 6 tháng hay 1 năm thì cần được xem xét kỹ. Ngư dân các tỉnh Nam Trung Bộ đã có một mùa đánh bắt hiệu quả bội thu mùa cá ngừ ngay từ những ngày đầu xuân này. Cảng cá Hòn Rớ, cảng cá lớn nhất khu vực Nam Trung Bộ tấp nập tàu cá ngừ đại dương cập cảng bán hàng. Trong đó, nhiều tàu cá mang theo hàng tấn cá ngừ đại dương của ngư dân các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận được đánh bắt xuyên Tết cập cảng để bán cho thương lái. Ngay khi cập cảng, tiểu thương đã đợi sẵn để thu mua. Trung bình mỗi tàu câu được hơn 50 con cá ngừ đại dương. Theo các chủ tàu, năm nay giá cá ngừ đại dương dao động từ 110.000 đến 115.000 đồng một kg. Tuy giá không cao hơn so với mọi năm, nhưng sản lượng đạt khá nên hầu hết các chủ tàu đều có lãi. Trung bình trừ chi phí vẫn lãi hơn 150 triệu đồng chuyến biển đầu năm. Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 13 giờ 40 phút ngày 19 tháng 2, Vườn Quốc gia Hoàng Liên nhận được tin báo của trạm kiểm lâm số 4, Ủy ban Nhân dân xã Tả Van về vụ việc xảy ra điểm cháy rừng. Theo thống kê sơ bộ, đến cuối giờ chiều ngày 20 tháng 2, diện tích cháy khoảng 25 hectare. Công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn, địa hình hiểm trở nên các lực lượng khó tiếp cận hiện trường. Ngoài ra, tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên, những ngày vừa qua đang có gió thổi rất mạnh, liên tục đổi hướng là yếu tố khiến cho lực lượng chữa cháy rất khó dập lửa và đám cháy được nhận định tiếp tục lan rộng. Đến chiều ngày 20 tháng 2, hai trong ba nguồn phát cháy cơ bản được khống chế, chỉ còn một điểm cháy vẫn diễn biến phức tạp bởi gió lớn và nhiều thực bì. Dự báo nguy cơ cháy rừng trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh Lào Cai vẫn diễn ra phức tạp, vì vậy cần tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng, giám sát chặt chẽ việc sử dụng lửa trong đốt dọn nương và sản xuất nông nghiệp. Chuyển sang phần tin quốc tế. Cơ quan điều tra Liên bang Mỹ FBI thông báo đã phối hợp với các đồng nghiệp Anh và châu Âu tiến hành một chiến dịch đặc biệt chưa từng có nhằm vào Lockbit, nhóm tội phạm khét tiếng chuyên đánh cắp thông tin trên mạng để tống tiền. Trong một cuộc họp báo tại London, đại diện các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ, Anh và Liên minh châu Âu cho biết các lực lượng chức năng đã kiểm soát nhiều trang web của Lockbit cũng như bắt giữ một số đối tượng. Theo đó, trang web của Lockbit đã bị lực lượng chức năng biến thành trang dò dỉ dữ liệu nội bộ của chính nhóm này, cũng như thêm vào đồng hồ đếm ngược, đe dọa công bố các biện pháp trừng phạt và danh tính thật sự của ông chùm Lockbit, Lockbit Sharp. Trong những tháng gần đây, các thành viên của Lockbit đã sử dụng mã độc ransomware để tấn công nhiều cơ quan và tổ chức lớn nhất thế giới. Nhóm này đánh cắp dữ liệu nhạy cảm và đe dọa dò dỉ lên mạng nếu nạn nhân không trả tiền chuộc. Đến nay đã có hơn 2.000 nạn nhân của Lockbit trên phạm vi toàn cầu, và nhóm này đã chiếm đoạt bất chính hơn 120 triệu đô la Mỹ tiền chuộc. Tokyo và một số khu vực khác của Nhật Bản trong ngày 20 tháng 2 đã trải qua hình thái thời tiết ấm áp với nhiệt độ vào lúc giữa trưa vượt trên mức 20 độ C. Đây được xem là mức nhiệt cao bất thường vào mùa đông ở nước này. Nhiệt độ đo được vào lúc 14 giờ 40 phút ngày 20 tháng 2 tại quận Shibuya, trung tâm thủ đô Tokyo là 22,5 độ C. Tại các địa điểm công cộng và trên đường phố Tokyo, nhiều người mặc trang phục hè do thời tiết nắng ấm trái mùa. Trước đó vào ngày 15 tháng 2, cơ quan khí tượng Nhật Bản cũng đã thông báo về hiện tượng thời tiết ấm bất thường trong thời gian vẫn được coi là mùa đông, với nhiệt độ ở các khu vực Osaka, Sendai và Tokyo là từ 17 đến 20 độ C, do ảnh hưởng bởi đợt không khí ấm áp tràn vào quốc gia Đông Bắc Á này từ phía Nam. Theo các chuyên gia, nhiệt độ kỷ lục trong tháng 2 năm 2024 ở khắp Nhật Bản được cho là báo hiệu năm nay có thể sẽ là năm nóng nhất trong lịch sử nước này, chủ yếu là do tình trạng nóng lên toàn cầu và hiện tượng khí hậu El Nino. Trong khuôn khổ lễ hội ánh sáng thường niên đang diễn ra, chính quyền thành phố Copenhagen, Đan Mạch đã tổ chức một giải chạy đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ, những người tham gia hóa trang với bất cứ dụng cụ nào để phát sáng rực rỡ nhất trong đêm. Áo dạ quang, đèn LED, bất cứ thứ gì có thể phát sáng đều được các vận động viên tham gia giải chạy Light Run khoác lên mình với hy vọng góp phần thắp sáng đường phố thủ đô Copenhagen. Cơn mưa nhỏ không ngăn được niềm háo hức của những người tham gia. Gần 1.000 vận động viên nghiệp dư đã cùng nhau hoàn thành quãng đường dài 7,7 km qua nhiều địa điểm tham quan nổi tiếng của thành phố, cũng như các công trình sắp đặt của lễ hội ánh sáng đang diễn ra tại đây. Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ lễ hội ánh sáng thường niên tại Copenhagen. Lễ hội sẽ kéo dài tới cuối tháng 2 này.
thông tin quốc tế vừa rồi đã khép lại bản tin 18h30 chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.